Chế biến sâu sản phẩm dược liệu, Hợp tác xã Nông sản và Dược liệu Mạnh Hương hiện có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và là một trong hai hợp tác xã có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất của huyện Bảo Thắng. Tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm dược liệu mới, hợp tác xã đang bắt tay cùng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu sạch đầu vào, nâng cao chất lượng và uy tín thương hiệu sản phẩm. Những chèn ruộng trồng nghệ này là một phần của vùng nguyên liệu 20 ha được hợp tác xã Mạnh Hương thuê đất của nông dân xã Gia Phú. Không sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào, toàn bộ vùng nguyên liệu được các công nhân trồng và chăm sóc theo quy trình an toàn Việt Gáp. Tự tay công nhân làm hết trồng rồng xong, bắt đầu đến cuối năm tháng 12 là thu hoạch thì đào về là rửa, cho máy vào xịt rửa, xong là đánh trà, rửa xong máy bằng máy rồi thì lại lấy bàn chải trà sạch xong cho vào băm cho vào máy để nghiền xong là cho ra, lại lọc ra bột để chúng tôi cho vào sàn sấy, cho vào cái lò sàn sấy, cho nên rất an toàn vệ sinh. Đi sâu vào mảng chế biến các sản phẩm dược liệu, Hợp tác xã Nông sản và Dược liệu Mạnh Hương hiện có 5 sản phẩm OCOP, gồm tinh bột nghệ đen nguyên chất, tinh bột nghệ đen viên mật ong, tinh bột nghệ đỏ nếp nguyên chất, tinh bột sắn dây và trà bí đao. Đồng thời, 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực. Toàn bộ sản phẩm đều dựa vào nguồn tri thức bản địa của người Dao, người Giấy. Qua những đợt mà được tham gia xúc tiến thương mại cùng với các tỉnh bạn, thì hợp tác xã chúng tôi là mang sản phẩm của hợp tác xã và của các hợp tác xã khác đã đạt chuẩn chứng nhận OCOP của tỉnh, mang đến giới thiệu với các tỉnh bạn, được đông đảo du khách của tỉnh bạn và du khách du lịch hưởng ứng và tiêu thụ sản phẩm rất là tốt. Với hệ thống đại lý cung cấp sản phẩm tại 15 tỉnh, thành phố và có mặt trên kệ của nhiều cửa hàng bán lẻ trong nước, hai năm 2022-2023, mỗi năm hợp tác xã đưa ra thị trường khoảng 3 tấn tinh bột nghệ chất lượng cao. Kết quả này tạo động lực để hợp tác xã phát triển thêm các sản phẩm mới. Hợp tác xã chúng tôi đang có cái hướng phát triển cho năm 2024 với 2 sản phẩm OCOP mới. Đó là cái tinh bột nghệ độc thân và viên nghệ mật ong độc thân, để phục vụ cho bà con sử dụng. Hiện hợp tác xã đang xúc tiến liên kết với nông dân một số thôn của xã Gia Phú, trong đó có 2 thôn vùng cao giáp danh với Sapa là Nậm Trà và Nậm Phẳng, để mở rộng diện tích dược liệu, đảm bảo nguyên liệu đầu vào, tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.